Dạ cho con chào thầy. Thầy cho con hỏi làm sao để con giảm bớt được tâm ganh tị, đố kỵ, ngã mạn trong tâm mình. Con năm nay 17 tuổi nhưng con thấy tâm con ganh ghét và đố kỵ nhiều lắm, nhất là khi con đi học chung với các bạn. Chỉ cần các bạn học giỏi hơn con hay là bạn làm bài tốt hơn con, hay là bạn làm bài ra kết quả sớm hơn con, là con liền nổi sân lên với bạn, con khó chịu. Vậy mà thiện á là như thế này. Bây giờ tôi thấy bạn bạn học được một bài, tôi phải học được hai bài. Hay là bạn là giải bài, ngày hôm nay bạn giải được 10 bài thì ngày hôm nay tôi phải giải được 20 bài. Hoặc giải ít nhất cũng được 15 bài hay gì tôi giải được hơn bạn. Thì cái ganh tị đó, cái sự ganh đua đó, đó là cái sự ganh đua thiện. Hay là tôi thấy bạn làm bài được 9 điểm, bây giờ tôi phải cố, tôi nỗ lực, tôi làm bài được 10 điểm. Thì đó là sự ganh đua tốt. Đương nhiên cái ganh đua tốt đó là cái ganh đua không có nói tới ở trong kinh. Tại vì trong kinh khi nói về cái sự ganh đua là nói để chỉ cho bất thiện. Cho nên là tại cái cách để mà mình thay đổi, một trong số đó là thay vì mình nghĩ là mình thù hận, mình bực bội, mình khó chịu, thì tại sao mình không lấy đó làm động lực để mình nỗ lực mình tu nhiều hơn, nỗ lực mình làm tốt hơn. Thì bản thân cái sự ganh đua đó là sự ganh đua tốt. Và nếu quý vị hỏi nó ở đâu thì xin thưa là nó trong chú giải A Tất Cả Tha của Trung Bộ Kinh. Và cái này là sư đã có dịch, đã cho dịch rồi, quý vị có thể vào xem chú giải ha. Tức là sư nói là có lý có cứ, có căn cứ, chứ không phải sư nói mà nói bừa nha. Đó, thì sự ganh đua đó là sự ganh đua tốt. Còn cái ganh đua quý vị đang có là sự ganh đua không tốt. Tức là tôi thấy người ta giỏi hơn tôi là tôi ganh tị, tôi không muốn người ta giỏi hơn tôi. Mà cái ganh tị đó là mình mong muốn người ta phải bất lợi, người ta phải gặp những điều mà không mong muốn. Thí dụ như bây giờ tôi muốn, thay vì á, bây giờ bạn người ta làm bài được 8 điểm, ganh đua tốt á, là bây giờ là tôi, mà bây giờ mình được 6 điểm, người ta được 8 điểm, ganh đua tốt là mình phải nỗ lực để mình lên được 9 điểm hoặc 10 điểm hơn người ta, thì đó là ganh đua tốt. Còn ganh đua mà ganh đua bất thiện á, là bây giờ tôi 6 điểm là tôi không muốn nó 8 điểm mà nó phải 5 điểm, nó thấp hơn tôi mới chịu. Đó là ganh đua bất thiện. Thì mình phải bỏ cái ganh đua bất thiện để mình tu tập cái ganh đua thiện ha. Rồi cái thứ hai á, là mình cái cách thứ hai là mình suy nghĩ về cái hậu quả của nó. Rồi thí dụ như là cái sự ganh tị này là nó sẽ đưa mình đi địa ngục, nó đưa mình xuống sự đau khổ, nó đưa mình xuống các tâm bất thiện, thì biết vậy thì từ bỏ. Hoặc là mình tu tập tâm tùy hỷ. Cái tùy hỷ này á, thời điểm ban đầu nó giống như là sự ám chỉ, giống như là sự thôi miên mình vậy đó. Mình tùy hỷ, nhờ bạn học giỏi cho nên là bạn được điểm cao, tôi tùy hỷ với bạn. Tức là mình phải bắt cái tâm mình phải tùy hỷ theo. Rồi dần dần á, là mình sẽ làm được điều đó. Tức là thời buổi ban đầu nó sẽ là gượng ép, nhưng mà dần dần á, là nó sẽ thuận lợi ha. Rồi còn về cái sân á, thì nói về tâm sân thì nó lại có các cái video nào, chuyển cái camera. Rồi, ví dụ như sống trong tham sân khổ như thế nào, quan sát thấy tâm tham sân, tâm tham, rồi làm sao giữ giới không tham không sân, không, rồi nổi tâm sân và đố kỵ có tạo nghiệp không,
tâm đố kỵ hay nổi sân có phải do nghiệp đó. Rồi tùy niệm Phật mà tâm vẫn sân. Rồi mỗi khi nói chuyện lại nổi tâm sân phải làm sao. Rồi tu mà sân thì phải làm sao. Rồi làm thế nào để vượt qua sân hận, giữ được tâm khi bị người khác sỉ nhục, xúc phạm, mắng chửi. Tuy biết pháp nhưng vẫn nổi sân thì phải làm sao. Làm sao để hạn chế tâm sân. Tu càng nhiều, kiến thức càng nhiều thì càng sân. Tâm sân có mấy loại? Đó. Thì đó là các cái video mà rất là nhiều. Thì quý vị có thể tìm tên của các video này cộng với tên Sư Hạnh Tuệ là sẽ ra. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.